cảnh tượng kinh hoàng trong bão lũ, Sơn La nước ngập nóc nhà, Trung Quốc hàng trăm ô tô chất đống. Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, các đợt mưa lũ dữ dội đã diễn ra trên diện rộng ở cả Việt Nam và Trung Quốc, tạo nên những cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Các đoạn video được ghi lại dưới đây sẽ cho thấy thiên tai bão lũ có thể đáng sợ đến mức nào. Cận cảnh đường phố Sơn La thất thủ, ngập sâu cả mét, lũ dữ dội biến đường thành sông. Từ đêm 23 đến 24 tháng 7, tại thành phố Sơn La đã xảy ra những trận mưa lớn kinh hoàng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề. Đáng chú ý, tại các tuyến đường chính của thành phố Sơn La như đường Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, khu trung tâm thương mại Vincom, ngã tư xe khách, đường 3 tháng 2, nước lũ chảy xiết như sông, có đoạn nước dâng cao từ 70 đến trên 1 mét. Mưa to khiến nước rút không kịp tràn vào tất cả nhà dân hai bên đường, người dân phải gấp rút chạy lũ trong đêm. Trong khi đó, mưa dông và gió mạnh còn gây ngập úng diện rộng, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng của các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ. Tại huyện Thuận Châu, có nơi nước lũ nhấn chìm cả nhà dân, nhiều người phải leo lên nóc nhà cầu cứu. Em mất hết rồi cả nhà. Đây, sau có một đêm, sáng dậy này, các anh các chị nhìn này, nước ngập 4 mét rồi, cá chạy hết ra mương rồi, quý anh chị ạ. Mất trắng rồi, nó thật sự năm nay, nó thật sự các anh các chị là thất thu, vỡ lạ rồi. Trung Quốc mưa cực lớn, lũ ngập mái nhà tầng 2. Từ đầu tháng 8, nhiều địa phương tại Trung Quốc vẫn đang hứng chịu tình trạng mưa lũ khủng khiếp. Ngày 10 tháng 8, trên mạng xã hội còn lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh tượng một trận lũ cực lớn ở nước này. Nước lũ ngập đến tận mái nhà tầng 2, khắp nơi là một biển nước mênh mông, cảnh tượng cực kỳ bi thương. Đồng thời, mưa lũ cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất liên lạc ở hai tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên. Người dân ở thành phố Tư Hưng, Hồ Nam tiết lộ rằng hàng chục ngôi làng địa phương đã bị ngập do nước từ hồ chứa xả ra. Nhiều người sống sót đã chết đói do không được cứu hộ kịp thời. Lũ cuốn hàng trăm con lợn xác la liệt giữa đường, dân lo có mầm bệnh. Ngày 7 tháng 8, một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng kinh hoàng sau khi lũ lụt quét qua một địa phương ở Trung Quốc. Trong video, có thể thấy hàng trăm con lợn bị lũ cuốn trôi, đã chết nằm la liệt giữa đường. Dưới bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ sức khỏe khi cảnh báo rằng những hiện trạng này có thể ẩn chứa nhiều mầm bệnh. Trung Quốc, lũ cuốn trôi chất đống hàng trăm ô tô, cảnh tượng khủng khiếp, bi thương tột độ. Những ngày đầu tháng 8, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan với nắng nóng thiêu đốt ở miền Đông, trong khi mưa lớn và bão lũ hoành hành ở miền Bắc. Đáng chú ý, ngày 9 tháng 8, một đoạn video đã cho thấy cảnh tượng khủng khiếp khi hàng trăm chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi, chồng chất ngổn ngang ở khu vực Thành Hoàng Miếu Câu thuộc huyện Chí Đan, Diên An, Trung Quốc. Trong video, có thể thấy mực nước ngập sâu, có nơi người dân không thể đi lại, rác thải cùng ô tô la liệt như một đống phế liệu. Cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp và bi thương. Và những cảnh tượng kinh hoàng trên đã một lần nữa cho thấy, trước sự phẫn nộ của thiên nhiên thì con người trở nên vô cùng nhỏ bé.